Không biết rõ lai lịch của mục sư Cora, nhưng mà I didn't know the work that you've done in your ministry. I don't know your ministry, okay. But one thing I know that the Lord is with you. And và tôi một điều mà chúng tôi rất là vui mừng là bởi vì con đứa cháu ngoại của tôi đó là nó được chữa lành và cho tới hôm nay cái tai nó càng ngày càng đẹp ra, càng ngày càng láng. Talk about my grandchild, his hands, his neck, his legs, tất cả đều rất là, cái da của nó like a baby now again, back to like a baby again. Thành ra đó là điều. Yeah. Cô cứ nói tiếng Việt hay tiếng Anh, so I'll translate. Thôi được, để cô nói lời cái phần này. Tôi cũng rất là vui và chia sẻ với Hội Thánh là cái thằng cháu ngoại của chúng tôi đó là nó bị 2 năm trời luôn. 2 năm trời mà chúng tôi rất là đau khổ, và mỗi lần lại đây thì mấy anh chị em phía sau cũng thấy rõ là cái tai của nó rất là đau thương. Nó bị ngứa, và mọi ăn cái gì mình tôi cũng không biết, nó cái gì cũng ăn không vô cũng ngứa, và chảy máu rồi gãy ra, chảy máu rồi nó sưng lên và nó rất là sụt xì, rất là xấu. Tôi cũng có cái hình ở đây nhưng mà tôi không có đem lên kịp. So my grandson has this skin problem for the past 2 years. And a lot of ways been trying to cure him, but didn't work, and skin's problem didn't look good. Và cái hôm mà chúng tôi ở ngoài công viên, ngoài cái hội chợ đó, thì cô ra gặp nó và nhìn thấy cái tay của nó. Và cô đã sức dầu cho cái tay nó và cô vuốt cái tay nó. Cái cách mà cô vuốt cái tay của nó là tôi biết là thế nào nó cũng được lành. And so at the fair, international summer fair, Pastor Cora met him and she put oil on him, and the way she rubbed his hand, I knew in my heart that the way she rubbed, he would be healed. Rất là cảm ơn Chúa, cho nên tôi tin rằng đó bởi đức tin, điều đó được xảy ra bởi đức tin. So thank the Lord, I know that by faith, that happened by faith. Cho nên ngày hôm nay đó, vấn đề của chúng ta đó không phải là cá nhân của một người nào hết, nhưng mà nếu anh chị có đức tin và cộng với đức tin của đầy tớ Chúa thì mọi việc chúng ta cầu xin sẽ được Chúa đáp lời. So our challenge today is not because of someone, but because of your faith, your personal faith. By your faith, you will get a miracle. Amen. Amen. And the speaker. Amen. Amen. Cho nên tôi xin, chúng tôi rất là vui hôm nay cô đã đến đây được với chúng tôi để giúp đỡ cho Hội Thánh. So we are pleased, we are glad to have Pastor Cora today coming here to minister to us. And so this is your time. So let's welcome her. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Chúng ta hoan nghênh đầy tớ của Ngài. Let's welcome her. Wow, what a beautiful people here. Oh, today. Những người thật là dễ thương. I'm so blessed to be here today, and I'm so honored, and I thank the pastors for allowing me to speak today. Rất là phước hạnh được có mặt buổi chiều hôm nay, và cảm ơn ông bà mục sư đã cho cái dịp tiệc quý báu này để cùng hầu việc Chúa. And I give God all the glory. I just want to share that I was actually in Vietnam last year. And most of you know Pastor Joshua Duong from Vietnam. Nhiều quý vị đây biết là mục sư Joshua từ ở Việt Nam. And so I've been helping the Lord put me with him to help and bless his ministry. Và Chúa đã đặt để tôi vào trong chức vụ của ông để giúp đỡ ông. But my ministry is called Overcome by Love. Và nhưng mà chức vụ của tôi có tên là chúng ta chiến thắng bởi tình yêu của Đức Chúa Trời. Because I have been overcome by love. Bởi vì chính tôi đã được Chúa chiến thắng bởi tình yêu của Ngài. And today I'm going to talk about Joseph in the Bible. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ về đời sống của ông Joseph trong Kinh Thánh.
And I'm going to give you some principles about forgiveness to receiving God's favor in your life. Tôi sẽ chia sẻ những cái nguyên tắc về sự tha thứ để nhận được phước hạnh của Chúa trong đời sống mình. I mean, how many of you want favor from God? Có bao nhiêu người trong chúng ta muốn được ơn từ Đức Chúa Trời à? I'm all the time, I need Lord, give me. Tôi lúc nào cũng vậy, Chúa ơi, xin ban cho con. And he will give to you. Và Chúa sẽ ban cho quý vị. He will bless you. Chúa sẽ ban phước cho quý vị. He will heal you today. Và Chúa sẽ chữa lành quý vị hôm nay. I'm expecting many miracles to happen in this place today. Tôi đang trông đợi nhiều phép lạ sẽ xảy ra buổi chiều hôm nay. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. So we're gonna pray first. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Xin mọi người chúng ta cùng nhau đứng lên. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Dear Heavenly Father, I come to you. Lạy Cha yêu dấu, chúng con đến với Ngài. You are the true and living God. Ngài chính là thần chân thật và đang hiện sống. And I glorify your name today, Father. Và chúng con ngợi khen chúc tụng danh của Ngài hôm nay, Cha ơi. And I ask you that my words will be your words. Và Chúa ơi, con xin Ngài phán qua những lời mà con nói chính là lời của Ngài. That people will receive your word today. Để rồi dân sự của Ngài sẽ nhận lời Chúa hôm nay. That maybe as they have come heavy burden in this place today. Có lẽ họ đến đây với lòng nặng trĩu. That they will be free when they walk out. Nhưng họ sẽ được giải phóng khi họ rời khỏi nơi này. And that you will give them so much more love. Và Ngài sẽ ban cho họ tràn đầy hơn tình yêu nữa, Chúa ơi. And you will heal their bodies. Và Ngài chữa lành thân thể họ. And you will just touch them, Holy Spirit. Và Ngài đụng đến họ, Chúa Thánh Linh ơi. Lord, I declare that this place will be a different place. Chúa ơi, con công bố rằng nơi này sẽ được thay đổi. That these people will know you, Father. Để dân sự Ngài ở đây sẽ biết Ngài, Chúa ơi. For who you are. Biết Ngài, chính Ngài là ai. And for what you've done. Và những điều Ngài đã làm. And what you're about to do. Và những điều Ngài sẽ làm. Oh, we glorify you, Father. Ôi Chúa, chúng con ngợi chúc tụng danh của Ngài. And we expect great things today. Và chúng con trông đợi những điều vĩ đại hôm nay. We love you, Lord. Chúng con yêu mến Ngài. And we praise you. Và chúng con ngợi khen Ngài. We ask you to have a special blessing on each person. Chúng con xin Ngài ban phước đặc biệt trên mỗi một người chúng con. In Jesus' name. Trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hallelujah. You can sit down. Xin chúng ta cùng đồng an toàn. So I just want to share a couple things about my ministry. Tôi muốn chia sẻ vài điều về cái sự học việc Chúa của tôi, mục vụ của tôi. I am a pastor and but better known as a prophetess. Tôi là một mục sư nhưng mà tôi được nhiều người biết hơn về ơn tiên tri là một nữ tiên tri. I actually went and traveled as a missionary about 5 months ago. I just came back 5 months ago. Và năm tháng trước tôi đã đi và hầu việc Chúa như là một người truyền giáo, nhà truyền giáo. I was gone for almost 2 years. Và tôi đã đi cả gần 2 năm. I started in Egypt. Tôi bắt đầu từ Ai Cập. Uganda. Đi qua Uganda. And I got to really see deliverance in Uganda. Và đã nhìn thấy nhiều sự cơn giải cứu ở Uganda. And I have to tell you that demons are real. Và tôi thật sự nói cho quý vị biết rằng ma quỷ là thật. They are real. They will manifest. Nó có thật. They I saw people when I started speaking that people started Và tôi đã chứng kiến nhìn thấy những người mà khi mà tôi đang nói thì có những người la lớn tiếng lên. And they would run out of the church. Và họ chạy ra khỏi nhà thờ. And then the pastor would say, "Go get that person." Và mục sư của nhà thờ đó nói hãy đi và bắt lấy người đó đi, tìm người đó. And 4 people would have to get one person because of their screaming. Và 4 người phải có 4 người để mà nắm người đó bởi vì người đó la hét. And once the people would bring them up to the pulpit. Và khi những người đó đem cái người này đến trên bục giảng. Where the anointing was. Nơi mà có sự sức dầu. They would stop. Và điều đó bắt đầu ngưng. The demons would leave the people. Và ma quỷ đã rời khỏi con người đó. Because they have a lot of witchcraft there. Và ở nơi đó họ có nhiều cái bùa ngải rất là nhiều. There's witchcraft all over the world. Họ dùng bùa ngải khắp nơi trên thế giới này. And I'm sure some of you have even experienced witchcraft here. Và tôi tin rằng một số quý vị ở đây cũng đã có từng trải về bùa ngải. But I know a God. Nhưng mà tôi biết một Đức Chúa Trời.
who can heal you and deliver you. Ngài là đấng có thể chữa lành và giải phóng quý vị. There isn't anything that God cannot do. Không có một điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Deliverance is just one part. Sự giải cứu chỉ là một điều thôi. And then you have healing, which is another part. Và một phần khác là sự chữa lành. And on my journey from Uganda, then I went into China. Và từ Uganda tôi bắt đầu qua Trung Hoa. I was in Hong Kong and then China. Tôi đã có mặt ở Hồng Kông rồi đi qua Trung Hoa. I just want to share the favor of God in my life. Tôi muốn chia sẻ về những ơn huệ của Chúa trên đời sống của tôi. The people were telling me that I needed to get my visa, Chinese visa, but I didn't have it before I left. Có những số người ở đó nói rằng tôi cần phải có visa để vào Trung Hoa, nhưng mà tôi không có khi mà tôi rời khỏi. And they were telling me that I was going to have to come back to America to apply and start off the process and everything. Và có nhiều người nói với tôi phải trở về Mỹ để mà bắt đầu nộp đơn xin và bắt đầu trở lại từ đầu. And this is the power of your words. Và đây là quyền năng của lời nói của chúng ta khi chúng ta nói ra. I said, God didn't take me across the world for me not to get that visa. Tôi nói rằng Đức Chúa Trời không có đem tôi đi đến một cái nơi, một đất nước khác, một cái thế giới bên kia để rồi trở lại về để nên nộp đơn xin. In 4 days, I got that Chinese trong visa. Trong 4 ngày thôi, tôi đã nhận được cái visa của vào Trung Hoa. For 10 years. 10 năm. Có hạn gia hạn 10 năm. So whatever comes out of your mouth. Cho nên những gì ra khỏi từ miệng chúng ta. It will happen. Nó sẽ xảy ra. Whether a blessing or a cursing. Có mặc dù nó là phước hạnh hay là sự rủa xả. That's why God wants us to bless everything. Vì lý do đó Chúa muốn chúng ta chúc phước tất cả mọi sự. You know, I curse the cancer. Quý vị biết rằng tôi rủa xả những cái sự ung thư, những chứng ung thư. And I bless the people. Và tôi chúc phước cho dân sự. I will never ever curse a person. Tôi không bao giờ rủa xả một người nào. Because the anointing that's on your life. Bởi vì sự sức dầu ở trên cuộc đời của bạn. God wants you to be a blessing to others. Chúa muốn bạn trở nên một nguồn phước cho những người khác. So from there, I was in China, and then I went to Israel and Indonesia. And Vietnam. Và từ đó tôi đi đến Israel, Indonesia, rồi qua Việt Nam. Oh, and Ethiopia. Và ở Ethiopia nữa. And this was all on faith. Và đây tất cả những điều này tùy thuộc vào đức tin mà thôi. I have not worked in 4 years. Tôi đã không làm việc trong 4 năm rồi. But I have to encourage you that God provided for me. Nhưng mà tôi muốn khích lệ quý vị nói rằng Đức Chúa Trời đã cung cấp nhu cầu cho tôi. And He can provide for you too. Và Ngài cũng có thể cung cấp nhu cầu cho quý vị. I don't care whatever the situation. Tôi không màng rằng cái hoàn cảnh như thế nào. God will provide for you. Chúa sẽ cung cấp nhu cầu cho quý vị. And this is the reason why I want to talk about Joseph today. Đây là lý do mà tôi muốn chia sẻ về ông Joseph ngày hôm nay. Because I feel like God has almost given me like the coat of Joseph, the mantle. Bởi vì tôi có cảm nghĩ như rằng là Chúa ban cho tôi chiếc áo của ông Joseph như vậy. Joseph was a boy that the father was Jacob. Và Joseph là một đứa con trai mà cha là ông Jacob. And the thing is that during those days, they were married or they had like many wives. Và trong cái thời đại đó thì họ người đàn ông có nhiều người vợ. So Jacob, Joseph's father, was married to Leah and Rachel. Và ông Jacob thì có vợ là Leah và Rachel. And I want to encourage you to read in Genesis 37. That's where it kind of starts out at. Và tôi muốn khích lệ quý vị bắt đầu đọc trong Sáng Thế Ký từ 37 là bắt đầu của câu chuyện đó. But what happened is that Jacob really loved Rachel. Nhưng mà điều gì xảy ra đó là ông Jacob rất là yêu bà Rachel. And after he had 10 sons with Leah. Và sau khi ông đã có 10 người con với Leah rồi. He had 2 more sons which were Joseph and Benjamin. Và có thêm 2 đứa con trai nữa đó là ông Jacob và ông Benjamin. And Rachel actually died after the birth of Benjamin. Và bà Rachel thật ra bà đã chết sau khi sanh ra Benjamin.
So Joseph was very, very special. He meant very much to him. Và cho nên ông Joseph trở nên là một người rất là đặc biệt. Có ông là người được yêu thương, rất là yêu thương Jacob, yêu thương ông. So there's many things about Joseph that I like to share. Và có rất là nhiều điều về ông Joseph mà tôi muốn chia sẻ. Joseph was a dreamer and a visionary. Ông Joseph là một người mơ mộng và là một người có khải tượng. How many of you have dreams? Bao nhiêu người trong chúng ta có mơ mộng, có những nhiều giấc mơ? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Because to later on today, when I get to minister to you, I'm going to share maybe some of those dreams with you. Và một lát nữa sau khi mà tôi đặt tay cầu nguyện cho quý vị, tôi sẽ chia sẻ những cái nhiều cái giấc mơ đó. And that's for the Holy Spirit, allowing it to come from the Holy Spirit. Và đó là khi chúng ta để Chúa Thánh Linh, chúng ta để Chúa Thánh Linh làm việc qua chúng ta. Because the Holy Spirit is powerful. Bởi vì Chúa Thánh Linh chúng ta đầy quyền năng. So anyway, Joseph was a dreamer and he had dreams and basically the dreams were that they were going to bow down before him. Và ông Joseph ông có giấc mơ và trong giấc mơ ông thấy rằng những người anh của mình quỳ trước mặt anh ông. And his brothers really they hated him. Và những người anh của mình rất là ghét ông ta. Because he shared his dreams all the time with them. Bởi vì ông chia sẻ cái giấc mơ của ông đối với người anh của ông nhiều lần. And because of Jacob giving him a coat of many colors. Và bởi vì ông Jacob cho cái ông một chiếc áo đẹp đó có nhiều màu sắc. So can you imagine if you have many brothers and sisters and your father gives you something special that how everyone's going to be mad at you. Và chúng ta thử tưởng tượng nếu mà quý vị bạn đó có nhiều anh chị em và cha của bạn cho bạn một chiếc áo thật là đẹp hết á thì chúng ta thấy rằng những người anh em của mình rất là ghen tị. And that's exactly what happened. All of his brothers, his 10 brothers were mad at him. Và điều đó là đã xảy ra và 10 cả 10 người anh của ông bắt đầu rất là tức giận anh. They were jealous, they were envious of him, they resented him. Họ ganh ghét, ghen tị và họ bắt đầu rất là ghét anh. So Joseph has these two dreams. Và ông Joseph có hai giấc mơ. One dream is where he rises to prominence. Một giấc mơ là ông ta trở thành được một cái chức vụ rất là cao trọng. And authority indicating he would rule over his family. Và ông có thẩm quyền và điều đó nói rằng ông sẽ là người cai trị gia đình của mình. And because of that dream, that's when they felt like, oh, we got to get rid of him. We need to kill him. Và bởi vì giấc mơ đó cho nên những người anh mình cảm thấy rằng, oh, mình phải giết thằng này, phải diệt nó mất đi. And so they came up with a plot to try to do something. Và họ bắt đầu tìm mưu kế, bắt đầu làm sao để mà trừ diệt Joseph. And you know the oldest brother said no, we're not going to kill him. Cái người anh cả đó nói rằng ô, không giết nó đâu. So they came up with a plan like to take his coat and then dip it in some blood of the goat or something. Rồi bắt đầu họ ra một kế bây giờ cởi áo ra và bắt đầu lấy máu của chiên, máu của dê đó nhúng cái áo đó vào máu. So anyway, what they did was they threw him in a pit at first. Và chúng ta thấy rằng bắt đầu bỏ ông vào cái giếng. And they decided that they weren't going to kill him, but they saw slave traders coming through. Và họ đã không giết ông nhưng mà bắt đầu họ thấy những người buôn bán nô lệ đó bắt đầu đi qua cái xe họ đi qua. And as I was reading the word, it was saying that they sold them for only 20 shekels. Và khi mà tôi đọc lời kinh thánh thì tôi thấy rằng họ bán ông chỉ có 20 miếng bạc thôi. Which is not very much. Và trong cái thời đó thì cũng không có nhiều gì hết. But that was because they hated him so much that they just didn't want to see him anymore. Đó bởi vì lý do họ rất là ghét ông ta và không muốn gặp mặt ông nữa. So the man of God that Joseph was. Và là một người đàn ông của Đức Chúa Trời, Joseph là một người đàn ông của Đức Chúa Trời. The light that was in Joseph. Mà cái ánh sáng ở trong Joseph đó. The love that was in Joseph. Tình yêu thương trong Joseph. It affected him, yes, it hurt him. Nó đã có ảnh hưởng trong đời sống của ông nhưng mà rất là đau đớn trong. But he never ever wanted any harm due to his brothers. Nhưng mà ông chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm gì ác đối với người anh của mình. And I know like if I was to do something
to my brother here and hit him, he might hit me back. Và nếu tôi biết rằng tôi nếu mà tôi đánh người anh em tôi ở đây có thể là anh ta đánh lại. But because of the man of God, because of the spirit of God that was on him, he said, "No, I don't want to hit you." Bởi vì ông là người của Đức Chúa Trời và thần của Đức Chúa Trời ở trong ông và ông nói rằng không, ông sẽ không trả thù. He's a much better man by not hitting me back. Ông trở thành một người rất là có giá trị khi mà ông không trả thù, but không can đánh you lại. Imagine going being sold into slavery and not really understanding why your brothers treated you like this? Và quý vị có thể tưởng tượng bị bán làm nô lệ mà không hiểu tại sao anh em của mình đối đãi mình như thế này. We go through life sometimes wondering why is this person so mean to me? Nhiều khi chúng ta từng trải trong cuộc đời và chúng ta tự hỏi rằng tại sao người này rất là dữ tợn đối với tôi, xấu quá. Why don't my friends like me? Tại sao những người bạn của tôi không thích tôi? Why does this person keep on hurting me? Tại sao người này cứ tiếp tục làm cho tôi tổn thương đau đớn hoài? Why do my parents keep on resenting me because I failed in school? Tại sao cha mẹ của tôi lúc nào cũng khước từ khi dạy tôi bởi vì tôi đã thất bại trong trường học? Why do I have so many failures in my life? Tại sao tôi có nhiều sự thất bại trong cuộc đời quá vậy? Why you just keep on asking the question? Why? Tại sao, và rồi quý vị tiếp tục cứ hỏi tại sao? You know, I wonder sometimes too, like when the prophetic, you know, you have a prophet that comes in and gives you a word. Tôi luôn luôn lúc nào cũng tự nghĩ nếu mà có một đấng tiên tri đến để mà chia sẻ một lời gì đó. Why hasn't it happened yet? Oh, tại sao điều đó không có xảy ra, lời tiên tri chưa được ứng nghiệm? I want to know why. Tôi muốn biết tại sao. Well, maybe because you have some unforgiveness in your heart. Oh, có lẽ tại vì bạn có sự cay đắng, không có sự tha thứ trong lòng. Some of us have been abused physically, emotionally, verbally. Một trong số những người trong chúng ta đã bị cưỡng bách, đã bị ức hiếp trong tâm trí chúng ta, trong thân thể chúng ta. Some of us have gotten beaten for no reason. Một trong chúng ta có lẽ đã bị đánh đập mà không có lý do gì. Some of us have been overlooked for jobs. Một số người trong chúng ta đã bị khước từ công việc làm. Some of us have had many issues within our family. Một số người trong chúng ta có rất là nhiều nan đề trong gia đình. Brothers, sisters. Anh em, chị em. Aunts, uncles. Và cô chú bác gì. Your own parents. Những người cha mẹ. I know that I've had that happen to me. Tôi biết bởi vì chính điều đó đã xảy ra cho tôi. And it continues to happen. Và nó đã tiếp tục xảy ra. This is a lifelong process. Đây là một tiến trình dài hạn cả đời. You see, in the Bible it says in Matthew. Và trong Kinh Thánh, trong Matthew 6:14 and 15. 6 câu 14 và 15. If you want to read that. Yes. So 6:14 and 15. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. So right there, the word of God says that you must forgive. Và cho nên chính tại nơi đây lời của Chúa nói rằng chúng ta phải tha thứ. It's part of being obedient. Đây là một phần trong sự vâng lời. And I can share with you that most of us have unforgiveness. Và tôi có thể chia sẻ với quý vị rằng phần đông chúng ta có sự không tha thứ bên trong. And there's principles about forgiveness. Và có nguyên tắc nói về sự tha thứ. If you want favor in your life, I'm going to share the three principles of Nếu forgiveness. Chúng ta muốn ân huệ của Chúa trong đời sống chúng ta, tôi sẽ chia sẻ ba nguyên tắc. So I want you to get your pencils out or your pens and write down these words. Tôi muốn quý vị lấy bút ra, viết chì ra hoặc viết ra, chúng ta sẽ làm dấu. You will never forget this. Để rồi quý vị sẽ không bao giờ quên. The first one. Điều thứ nhất. Forgive. Hãy tha thứ. The second one. Điều thứ nhì. Forgive.
hãy tha thứ. The third one. Đề thứ ba. Forgive. Hãy tha thứ. You can never go wrong with ever forgetting those words, forgive. Quý vị sẽ không bao giờ làm sai nếu mà chúng ta không quên cái điều là hãy tha thứ. It says in the Bible. Kinh Thánh cho chúng. How many times should you forgive? Trong Kinh Thánh nói rằng có bao chúng ta phải tha thứ bao nhiêu lần? Hold on a minute. It says when Peter asked Jesus, how many times should I forgive? Và Kinh Thánh nói rằng khi Phêrô hỏi Chúa Giêsu phải tha thứ anh em mình bao nhiêu lần? And Jesus said, like many times basically. Và Chúa Giêsu nói rằng ô nhiều lần. And I can't find my scripture right now, but I will get it. But this what he means by forgive many many times. Tôi không tìm được nhưng mà Chúa Giêsu nói có nghĩa rằng chúng ta phải tha thứ nhiều. Because Jesus knew that we would go through times where we would have to forgive like almost daily. Yeah, bởi vì Chúa Giêsu biết rằng có nhiều lúc chúng ta phải tha thứ rất nhiều dường như là hàng ngày vậy. And so that's the reason why that if you forgive, what happens is you break off the chains that are on you. Và khi mà chúng ta tha thứ thì chúng ta tự mình làm bứt đi với cái xiềng xích trong người chúng ta. And God releases favor into your life. Và Chúa bắt đầu tuôn đổ sự phước hạnh của Ngài vào trong cuộc đời chúng ta. I'm telling you what has happened to me in my life. Tôi nói những gì mà đã xảy ra cho chính đời sống của tôi. Now, some of you have issues just because people have spoken negative words to you. Trong một số quý vị có nan đề bởi vì có những người đã nói những điều xấu vào trong cuộc đời chúng ta. Some of you haven't spoken to relatives in years because of unforgiveness. Trong quý vị đã không tiếp tục tương giao nói chuyện với những người trong người thân của mình bởi vì có những vấn đề xảy ra. And the thing is that some of us get sick. Và một điều đó là một số người trong chúng ta bị bệnh. Some of us have issues within our own bodies. Và chúng ta có nan đề trong thân thể của chúng ta. And it comes from unforgiveness. Và nó đến từ sự không tha thứ. Now, when a baby is sick or has little heart issues or you know things to that nature, it's not because they have sinned. No. Nếu khi mà các em bé bị bệnh có những cái bệnh tim hay gì đó không phải bởi vì các em đã phạm tội. But it's because of generational curses. Nhưng mà bởi vì có những cái tội lỗi mà từ gia truyền từ những cái ông bà it's from để lại. Ancestry. Từ những ông bà của chúng ta tổ tiên. Praying to idols. Cầu nguyện thờ hình tượng. There are many 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 things that can bring on curses to your family. Có rất là nhiều điều mà có thể đem sự rủa xả vào trong gia đình chúng ta. But I'm here to share the good news. Nhưng mà tôi đến đây để chia sẻ tin tức tốt lành. That Jesus died on that cross đó là to pay that price. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá để mà đền tội đó rồi. So that you would be forgiven. Để rồi quý vị được sự tha thứ. And that you would be healed. Để rồi quý vị được sự chữa lành. And that you would do greater things than what Jesus did when he walked on the earth. Để rồi quý vị làm những việc vĩ đại hơn Chúa Giêsu đã làm khi Ngài đi trên mặt đất này. See, I'm here today to impart on you. Ngày hôm nay tôi đến đây để mà chuyển tải. I'm going to impart on the gifts from the Holy Spirit. Chuyển tải những ơn tứ từ Chúa Thánh Linh. Some of you need a miracle today. Một số quý vị cần những phép lạ hôm nay. And I know a God that does miracles right now. Tôi biết một Đức Chúa Trời đang làm phép lạ ngày hôm nay. And I'm telling you, whatever it is that you need, God will take care of it today. Và tôi cho quý vị biết rằng bất cứ nhu cầu nào quý vị cần, Ngài sẽ làm hôm nay cho quý vị. He will change your life today. Ngài sẽ thay đổi đời sống quý vị hôm nay. As I traveled all through the other side of the world. Và khi tôi đã đi du lịch qua rất là nhiều nơi trên thế giới bên kia. The Lord blessed me to pray for people. Chúa đã ban phước cho tôi để cầu thay cho dân sự.
And when I prayed for these people, và khi tôi đã cầu nguyện cho những người này, the Holy Spirit came. Chúa Thánh Linh đã đến. And did many miracles. Ngài đã làm nhiều phép lạ. He did many miracles. Thousands of people getting healed. Ngài đã làm nhiều phép lạ và hàng ngàn người đã được chữa lành. So I have to encourage you today, as you even take a step of faith, as you take one step. Và tôi khích lệ quý vị ngày hôm nay, quý vị bước đi, bước một bước đi. God will take the rest of them for you. Ngài sẽ đi những bước cuối cùng cho quý vị. And I'm telling you today that even if you, once you get out of your chairs today. Và ngày hôm nay khi quý vị rời khỏi ghế của mình. And just taking that step again. Và bước đi một bước đó. Whatever it is that you are in need of. Có bất cứ điều gì quý vị có nhu cầu. That God will do it for you. Đức Chúa Trời sẽ làm thành điều đó cho quý vị. As He healed Pastor Kim's grandson. Cũng như Chúa đã chữa lành cho con trai của bà mục sư. He will heal và cháu you. Trai. Và Chúa sẽ chữa lành cho quý vị. He will bring favor into your life today. Chúa sẽ ban ân huệ cho đời sống quý vị ngày hôm nay. But there's something that you need to do. Nhưng mà có điều là quý vị cần phải làm, đó là that thing is to forgive. Đó là phải tha thứ. And I'm telling you. Và tôi nói cho quý vị biết. You have not seen anything yet. Quý vị chưa nhìn thấy điều gì đâu. Your eyes have not seen. Mắt chưa từng thấy. Your ears have not heard. Tai chưa từng nghe. For what God is about to do in your life. Những điều mà Chúa sắp sửa làm trong đời sống quý vị. Because He will do it. Bởi vì chính Ngài sẽ làm. Hallelujah. Hallelujah. He will do it. Hallelujah. He chính Ngài sẽ làm. Ngài sẽ làm. It says that in Isaiah 53:4. Esai 53 câu 4. If you want to read that. Yes. Esai 53 câu 4. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Câu 5. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. He died on the cross for you and I. Chính Ngài đã chết trên thập tự giá cho quý vị và tôi. See, God is a God of a miracle. He's a miracle working God. Đức Chúa Trời là đấng làm phép lạ. He's a supernatural working God. Đức Chúa Trời làm những việc siêu nhiên. And all He wants from all of you is your heart. Và Ngài đòi hỏi từ quý vị đó là tấm lòng quý vị mà thôi. He wants you to have a personal relationship with Him. Chính Ngài muốn quý vị có mối tương giao mật thiết cá nhân với Ngài. See, right now, if this is God here and this is me. Và nếu bây giờ, nếu mà Chúa đứng đây và tôi đứng đây. I can speak to Him, yes. Tôi có thể nói chuyện với Ngài, vâng. But I'm just speaking to Him. Nhưng mà tôi chỉ nói chuyện với Ngài mà thôi. But once I move in closer to Him. Nhưng mà khi tôi tiến gần đến Ngài. And I'm with Him right now. Và tôi đang ở cùng với Ngài bây giờ. He's with me. Ngài ở cùng tôi. And that's what God wants from và you. Và đó là điều Đức Chúa Trời muốn từ quý vị. He doesn't want you to be over here. Ngài không muốn quý vị đứng xa. He wants you to be right here. Đức Chúa Trời muốn quý vị đứng gần. He wants to take you on a walk with Him. Đức Chúa Trời muốn dẫn tay đi bộ với quý vị. So wherever I go. Và bất cứ nơi nào tôi đi. God goes with me. Chúa đi với tôi. Or wherever God goes. Hay là bất cứ nơi nào Chúa đi, tôi đi với Ngài. It's that simple. Điều đó rất là đơn giản. He doesn't want you to be over here by yourself. Ngài không muốn chúng ta đứng xa ở ngoài đằng kia. Because He loves you. Bởi vì chính Ngài yêu bạn. He truly loves you so much. Ngài rất yêu bạn nhiều lắm. You know, I get emotional every time I start talking about Jesus. Bất cứ khi nào tôi nói về Chúa Jesus, tôi rất là cảm động. Because it's real. Bởi vì điều đó là thật. Because He's real. Bởi vì chính Ngài là thật. He's not just something. Ngài không phải là một cái vật gì đó đâu. He is a person. Ngài chính là một người. And He's real. Ngài chính là And thật. He's alive today. Và Ngài đang sống hôm nay.
And all he wants is your heart. Và điều Ngài muốn đó là tấm lòng của quý vị. He just wants you to speak to him. Ngài muốn quý vị nói chuyện với Ngài. He wants you to worship him all the time. Ngài muốn chúng ta phải thờ phượng Ngài luôn luôn, lúc nào cũng thờ phượng Ngài. He doesn't want you to feel ashamed. Ngài không muốn chúng ta phải hổ thẹn. You know, I love when people are walking and I hear hallelujah. Tôi rất là thích khi mà nhìn thấy người nào đó đi và nói hallelujah, ngợi khen Chúa. Amen. Hay là nói amen. Because I know that they got the Spirit of God in them. Bởi vì tôi biết rằng họ có thần linh của Đức Chúa Trời bên trong. You know, God is a God of love. Bởi vì Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của sự yêu thương. And I found the scripture about how many times you should forgive. Và tôi đã tìm được cái câu kinh thánh mà nói rằng chúng ta phải tha thứ bao nhiêu lần. Matthew 18. Matthew đoạn 18. 21. Câu 21. To 22. Đến câu 22. Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-su mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. So the thing is that when you do not forgive, and I just want to share this. It says, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? And then he says, up to 7 times. And then Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Yeah, đó là câu mà chúng ta vừa đọc qua. And this is the thing. When you have unforgiveness, đây là điều nếu mà khi chúng ta không có sự không tha thứ đó. You have torturing spirits that come into you. Có, chúng ta sẽ có linh giận dữ, có linh mà hành hạ vào trong chúng ta. They will torture you. Linh đó sẽ hành hạ chúng ta. And make you always feel like resentment or angry. Và làm cho chúng ta lúc nào cũng cảm thấy có sự mà khước từ và làm cho chúng ta giận dữ. So if you have anger in your life, và cho nên nếu chúng ta có sự giận dữ trong đời sống chúng ta, I would challenge you to check yourself. Và tôi thách thức quý vị rằng hãy nên kiểm tra chính đời sống mình. Because there's no reason for you to be angry. Bởi vì không có lý do nào để cho quý vị phải giận dữ. No reason at all. Không có lý do nào hết. You should have love in your heart. Quý vị cần phải có tình yêu trong đời, trong trái tim mình. You should walk in love. Và chúng ta bước đi trong sự yêu thương. You should walk in peace. Bước đi trong sự bình an. You should be encouraging to one another. Chúng ta phải khích lệ lẫn nhau. Not discouraging. Không phải chúng ta làm cho bị nản lòng, người khác nản lòng. But encouraging. Nhưng mà phải khích lệ. So it says in Matthew 18:34-35. Matthew đoạn 18 câu 34 đến câu 35. And this is I guess we have to read. Hold on a minute. Okay, it says, and his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him, because the man gave him a blessing, like he excused him for having to pay him back. Yeah. Thì chúng ta thấy rằng câu chuyện này người chủ đã tha thứ cho một người làm công mà đã thiếu nợ người chủ, và người làm công đó đi đến anh em của mình khi người đó chỉ thiếu rất là ít và đã tóm cổ bỏ tù, thì bây giờ người chủ rất là nổi giận và phạt rất là nặng cái người mà chủ đã tha thứ. And so when the man's servant was working for him, he said, I want you to pay all the money that you owe me. Và cho nên cái người làm công thiếu nợ anh em mình đó, thì cái người đó lại bắt cái người anh em mình phải trả rất là nhiều tiền. And when the rich man found out what had happened, this is when he said that he was sending out the torturing spirits to him. Và cho nên cái người chủ mà khi biết rằng cái người làm công này đã làm cái điều mà ác như vậy đó, thì bắt đầu sai những người, những kẻ đi ra hành phạt người đó. So then it says in 35, it says, so my heavenly Father also will do to you, each of you, from his heart,
does not forgive his brother his trespasses. Cho nên câu 35 nói rằng nếu mọi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. So as a servant of God, cho nên là người đầy tớ của Đức Chúa Trời, I have to tell you what it says in the Bible. Tôi phải nói cho quý vị lời Chúa nói như thế nào. I have to share the truth to you. Tôi phải chia sẻ chân lý sự thật cho quý vị. Those three principles: forgive, forgive, forgive. Có ba nguyên tắc đó là tha thứ và tha thứ. If you're in a slump in your life right now, nếu chúng ta đang trong một cái trũng bùng lầy như trong đời sống chúng ta ngay bây giờ, look at your heart. Chúng ta hãy nhìn kiểm tra tấm lòng chúng ta. Who is the people or the person that you have not forgiven in your life? Ai là những người trong đời sống chúng ta mà chúng ta đã không tha thứ? Could it be a mother or father? Có thể là cha hay mẹ. Brother or sister. Anh chị em. Aunt and uncle. Hoặc là cô dì chú bác gì. Could it be a friend, a good friend? Có thể là một người bạn tốt. It could be a situation even. Có thể là một cái tình huống nào đó. See, we are not only supposed to forgive people, but forgive situations. Chẳng những chúng ta cần tha thứ những người khác, nhưng mà chúng ta cũng tha thứ những cái tình huống hoàn cảnh. And if people owe you money, và nếu mà người khác thiếu tiền chúng ta, that is part of unforgiveness. Đó cũng là một cái phần nói về sự không tha thứ. That basically that the vengeance is God's. Và nói tóm lại rằng sự trả thù thuộc về Đức Chúa Trời. Vengeance. Sự trả thù thuộc về Đức Chúa Trời. Let me find my scripture for that one. I just lost my place. Hallelujah. Hallelujah. It's in Hebrews 10:30. Trong Hebrew đoạn 10 câu 30. It says that vengeance belongs to the Lord. Kinh Thánh nói rằng sự trả thù thuộc về ta, Đức Chúa Trời phán. He will repay and settle the cases of his people. Ngài chính Ngài là Đức Chúa Trời sẽ trả thù và Ngài sẽ giải quyết những cái vụ kiện. So let God pay you for your past injustices. Và hãy để Chúa Ngài là Đấng sẽ đền bù chúng ta cho những sự bất công của chúng ta. Don't try and say, give me my money right now. Đừng nói rằng ô hãy trả tiền lại cho tôi. If you don't give me my money, nếu không trả tiền lại cho tôi, I'm going to kill you. Tôi sẽ giết anh. Don't do that. Đừng nói như vậy. Đừng nói như vậy. Let God. Hãy để Chúa repay you back. Chúa là Đấng sẽ bù đắp lại stolen or lost. Những gì chúng ta đã bị mất mát hoặc là đã bị trộm cướp, Chúa là Đấng sẽ bù đắp lại cho chúng ta. Because Jesus loves you. Bởi vì Chúa yêu thương quý vị. He loves you so much. Chúa yêu quý vị rất nhiều. So today I want all of you to stand up now. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn tất cả quý vị hãy cùng đứng lên ngay bây giờ. So what I want to share with you today. Điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. I want you guys to have the best. Tôi muốn các bạn được điều tốt nhất. I want you to receive the best. Tôi muốn các bạn nhận được điều tốt nhất. I want God to change your life forever. Tôi muốn Chúa sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn vĩnh viễn. I want you to be raised. Và tôi muốn Chúa sẽ as dấy servants lên of God. Những người hầu việc Chúa. I want God to take you to his destiny. Tôi muốn Chúa sẽ đem bạn đến cái định mệnh của mình. I want you to have so much love and favor. Tôi muốn các bạn sẽ nhận được rất là nhiều tình yêu thương và đặc ân. That once you say these words, your life will forever be changed. Và khi chúng ta nhận được tất cả những đặc ân này thì cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. I know what unforgiveness is. Tôi biết điều mà có cái sự không tha thứ là như thế nào. It hurts you. Nó làm chúng ta đau lắm. It hurts your heart. Nó làm cho trái tim của chúng ta đau lắm. It tears you down. Nó xé nát chúng ta ra. It makes you feel depressed. Nó làm cho chúng ta cảm thấy buồn bực. It makes you feel like you can't do anything.
nó làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta không làm được gì hết. But I'm telling you today, nhưng mà tôi nói cho các bạn ngày hôm nay, by saying these words, your life will forever be changed. Đời của chúng ta sẽ được thay đổi từ hôm nay. And the favor of God will fall on you. Và đặc ân của Chúa, hồng ân của Chúa sẽ ở trên các bạn. I want to minister to you today. Tôi muốn cầu nguyện cho các bạn hôm nay. I want you to have the heart of Jesus in your life. Tôi muốn các bạn sẽ nhận được cái tấm lòng của Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. I want you to receive many miracles in your life. Tôi muốn các bạn sẽ nhận được rất nhiều phép lạ trong cuộc đời của mình. I was molested as a little girl. Tôi là một đứa con gái hồi xưa đã bị lợi dụng. And I had to forgive that person that did that to me. Và tôi phải tha thứ cho cái người mà đã lợi dụng tôi. So I have a lot of things that people did to me. Tôi đã bị nhiều người đã làm hại cuộc đời của tôi. I used to take drugs and I used to drink alcohol. Tôi đã từng hút nghiện ngập và uống rượu. You know, there's been many times in my life where I almost died. Có nhiều lần trong cuộc đời tôi tưởng là tôi phải chết rồi. That's because the devil was trying to kill me. Bởi vì chính kẻ thù ma quỷ nó muốn giết tôi. Because the devil knew that there was a purpose in my life. Bởi vì ma quỷ nó biết rằng có Chúa có một cái mục đích trong cuộc đời you của tôi. Have a purpose in your life và chính anh chị em cũng vậy, anh chị em cũng có một mục đích trong cuộc đời của anh chị em. You have so much greater in you. Anh chị em có rất là nhiều điều ở trong cuộc đời của mình. And I just want to encourage you today. Tôi muốn khích lệ anh chị em ngày hôm nay. By saying these words will help you. Hãy nói cái lời này nó sẽ giúp đỡ cho anh chị em. You will not be heavy burden anymore. Chúng ta sẽ không còn gánh nặng nữa. You will feel free. Chúng ta sẽ được tự do. So just close your eyes. Cho nên hãy nhắm mắt lại. And repeat the words to me and repeat the words. Xin lặp lại lời này theo tôi. And let the Holy Spirit move your heart. Để Đức Thánh Linh sẽ hành động ở trong tâm lòng của chúng ta. See, some of you are the miracles already happening within you right now within your heart. Một số anh chị em thì phép lạ đã bắt đầu xảy ra rồi. I want you to think of the person or people that have hurt you. Tôi muốn anh chị em suy nghĩ đến cái người nào mà đã làm cho tổn thương cho anh chị em. And I want you to repeat after me. Và tôi muốn anh chị em hãy lặp lại theo tôi. Lord, I forgive that person or people that have hurt me. Lạy Chúa, con muốn tha thứ cái người đã xâm phạm con, đã làm tổn thương con. I want you to speak it out loud. Tôi muốn anh chị em hãy nói ra lớn tiếng lên. Lord, I forgive the person or people that have hurt me in my life. Lạy Chúa, con muốn tha thứ cái người đã làm tổn thương con trong cuộc đời của con. And I ask you to bless them. Và tôi muốn anh chị em hãy chúc phước cho họ. And I forgive myself. Tôi tha thứ cho chính tôi. That's the hardest thing is to forgive yourself. Cái điều khó nhất là phải tha thứ cho chính mình. But you have to know that Jesus is in you. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giêsu ở trong chúng ta. You have to know the favor of God that He wants to give you. Chúng ta phải biết rằng hồng ân của Chúa, đặc ân của Chúa muốn ban cho chúng ta. You have to rise up like Joseph in the Bible. Chúng ta phải được dấy lên, chúng ta phải đứng lên giống như là Joseph ngày xưa vậy đó. God gave him so much favor. Chúa đã ban cho ông rất nhiều hồng ân. That he saved his people. Để ông có thể cứu lấy dân tộc của mình. He loved his brothers. Ông có thể yêu thương anh em của mình. Because he forgave them. Bởi vì ông đã tha thứ cho anh em mình. It wasn't about his dreams and visions. Những cái điều mà về cái những cái giấc mơ hay là những khải tượng của ông. It was about his forgiveness. Không phải là về vấn đề đó nhưng mà là vấn đề sự tha thứ. And God put him from being this little Hebrew boy to making him second in charge in Egypt. Và Đức Chúa Trời đã khiến ông từ một đứa trẻ, một cậu bé Hebrew, đã trở thành một người
thủ tướng của Ai Cập. God raised him up as a leader. Chúa đã dấy ông lên như là một lãnh đạo. And I want to encourage you that you will be raised up as a leader today. Và tôi muốn khích lệ anh chị em rằng chính anh chị em cũng sẽ được Chúa dấy lên như là những người lãnh đạo. But you must forgive. Nhưng mà phải tha thứ. You must forgive. Phải tha thứ. And so this is going to end the story of Joseph. Chúng ta chấm dứt cái bài học của Joseph ở đây. But God wants you to be a people of Joseph. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta là người giống như Joseph. He wants to give you everything. Ngài muốn ban cho chúng ta tất cả mọi điều. And all you have to do is say forgive. I forgive him, I forgive him, I forgive him. Và Chúa muốn chúng ta phải nói rằng tôi tha thứ, tôi tha thứ, tôi tha thứ. Every day. Mỗi một ngày. There'll be someone who will hurt you. Sẽ có người làm tổn thương chúng ta. There'll be someone who'll try to stomp on you. Có những người đến và muốn ngăn chặn chúng ta. There'll be someone that will try to sabotage your life. Có những người muốn sát hại cuộc đời của chúng ta. And I know it's hard. Cho nên rất là khó lòng. But you must forgive. Nhưng mà chúng ta phải tha thứ. And let the glory of God fall upon your life. Để vinh hiển của Chúa sẽ chiếu rạng ở trên cuộc đời của mỗi người. So that He can heal you. Để Ngài chữa lành cho chúng ta. And change you. Và thay đổi chúng ta. So that you can be a servant of God. Để chúng ta trở thành là một người phục vụ Chúa. So you can rise up to that man and woman of God that God wants you to be. Để chúng ta sẽ được dấy lên trở thành những người nam và người nữ của Chúa. Hallelujah. 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 So what I want is I want people who need to be healed. Cho nên tôi muốn những người nào mà cần được chữa lành. And I'm going to anoint you today. Và tôi sẽ sức dầu cho anh chị em. With some oil. Với dầu. And I'm going to believe God. Và tôi đặt niềm tin nơi Chúa rằng that God will change everything about you. Chúa sẽ thay đổi mọi điều ở trong cuộc đời của chúng ta. That He will heal and restore anything and everything. Và Ngài sẽ phục hồi tất cả những gì ở trong cuộc đời của chúng ta. There is not one thing that God cannot do for you. Nhưng mà có một điều Chúa không làm được cho chúng ta. Whatever that your heart desires, He will give to you. Điều gì mà lòng của chúng ta ao ước, Ngài sẽ làm cho chúng ta. He will bless you. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Beyond measure. Ngài ban phước thật là dồi dào. Which means that there's unlimited. It's unlimited. Không có giới hạn. There's so much that God wants to give you, but you have to step out in faith to receive it. Có rất là nhiều điều Chúa muốn ban cho chúng ta, nhưng mà chúng ta phải bước ra với đức tin. So I want you to come. Cho nên tôi muốn các bạn hãy đến. Các bạn hãy đến. And believe that God can do the impossible be possible for you. Và những điều mà gần như không được sẽ xảy đến cho anh chị em. Hallelujah. 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 Xin chúng ta hãy đến. Ta hãy bước đến để nhận để được cầu nguyện. Just want you to come. Xin nhờ anh chị em nào đứng phía sau để Hallelujah. Hallelujah. Thánh Linh của Chúa. Hallelujah. Hiện diện nơi đây. Hallelujah. Thánh Linh của Chúa. Yes, Hallelujah. Thank you, Lord. We just praise you, Lord. Thay mọi lòng. Hallelujah. Tha thứ. Chúc phước trên bàn tay của ông. Thêm tình yêu trên đời sống của ông. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
they have something that they want me to pray for, yes, I can do that too. Nếu có điều gì anh chị em muốn nói lên để bằng sự cầu nguyện thì cứ nói nha. Ông có điều gì muốn cảm ơn. I'm healed. I want everyone to say I'm healed. Because the anointing's right here, and God's going to heal you even when you're standing right there. Bởi vì sự sức dầu của Chúa đang ở tại nơi đây. Sức dầu của Chúa đang ở tại nơi đây. Yes, you're very special. Yeah. Dr. Transom. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for blessing my brother right now, Lord. Touch him, Father. Touch him, Lord. I break the strongholds off of him in the name of Jesus. I break them off. I command them to come off of him now. In the name of Jesus. Thank you, Father God. I break off the spirit of confusion off of his life right now in the name of Jesus. I command it to come off of him and bless him, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Tôi được chữa lành. I rebuke the pain to come off of her jaw right now in the name of Jesus. I command healing to take place in the name of Jesus. Gloria, mama, santa, re. Heal her, Father God. Bless her, Lord. Thank you, Lord Jesus. Gloria, mama, santa. Command that snake to come off of her right now in the name of Jesus. I command witchcraft to come off of her now in the name of Jesus. By the power of God, heal her, Father. Thank you, Lord, for healing her right now. Thank you, Lord. Hallelujah. Heal her, Father God. Heal her, Lord. No more pain. I speak to the pain to come off of her now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tục công bố rằng mình được chữa lành, tôi được chữa lành, tôi đã được chữa lành. Heal her, Father God. Heal her, Father God. I break up the strongholds over her.